Còn đây là chiếc xà lan nổi đang chạy ra nha anh em. Còn cách 150m nữa tới cống mà mình thấy ở mé ngoài này là xà lan còn văng văng mé ngoài này nha. Thì mình không biết làm sao mà ra được nha. Nhưng mà chiếc đó mình thấy là ảnh quyết định ảnh ra rồi đó nha anh em. Má, chiếc này nó ra vậy rồi ở ngoài này làm sao tội. Trời ơi. Má, kiểu này là no luôn á, kiểu này là đổ xuống nó. Xin chào anh em, mình chúc sức khỏe hết tất cả các anh em nha. Thì hôm nay ba Xí có việc đi ngang Trà Vinh nè mọi người, cho nên review lại cho mọi người xem ghe và xà lan chen qua cống nha. Thì cái cống này là ghe mình chở lúa qua đây rất là nhiều lần rồi, cho nên mình biết cái cống này là đi rất là cực. Mỗi lần qua đây là thậm chí là mất 1-2 tuổi nha anh em, rất là lo sợ luôn. Cho nên mình cũng không có quay phim được cho mọi người xem. Bữa nay thì mình có đi công việc ở trên bờ, mình sẽ quay phim lại cho mọi người cùng xem ha. Thì ghe cổ chen rất là dữ dội nha mọi người, anh em. Một phần là gió bê cho nên ghe nổi đưa mũi ra hết nha. Một phần là nước chảy nữa, sóng nữa. Nói chung là vất vả nha anh em. Quá trời ghe luôn rồi. Thì giờ bây giờ ghe nổi sắp vô trước nha. Ghe cổng xà lan không có giành được. Ý mà không giành còn đụng nhau rất là nhiều, còn giành là thôi chắc đụng tá lả luôn hết nha anh em. Mùa này là mùa cống hé đó anh em, một tiếng đồng hồ là đóng lại thôi, cho nên mạnh ai nó chen nha. Thì mỗi lần chen qua cống này thì đều có tai nạn va chạm nha anh em, ít thì cũng có va quẹt, còn nhiều thì sự cố nặng luôn nha anh em. Nói chung đi qua cống này thì tài công là dữ rồi, mà còn khí cho số mạng phanh xui nữa nha. Mẹ của con đều ra hết luôn. Mình thì nghe anh em ở đây nói là chủ ghe này là bỏ lại cống một chiếc ghe rồi đó nghe anh em, mình chỉ nghe nói lại vậy thôi.
chiếc xà lan đá này bự quá, bị bót nước lên hết nổi rồi. Chiếc ghe nhỏ đó một chút xíu là bị chiếc xà lan này nghiến vô cống nha anh em. Tuột rồi, không lên nổi. Rồi chiếc bên kia tuột luôn. Còn chiếc này mới va chạm nha anh em. Hai chiếc xà lan này mới va chạm nhau luôn nè. Mùa công hí này anh em đi qua đây là mất 1-2 tuổi hết trơn luôn á, chứ không có ai mà khỏe hết. Còn đây là chiếc xà lan nổi đang chạy ra nha anh em. Còn cách 150 mét nữa tới cống mà mình thấy ở mé ngoài này là xà lan còn văng văng mé ngoài này nha. Thì mình không biết làm sao mà ra được nha. Nhưng mà chiếc đó mình thấy là ảnh quyết định ảnh ra rồi đó nha anh em. Má chiếc này nó ra vậy rồi ở ngoài này làm sao tội. Trời ơi. Má kiểu này là no luôn á, kiểu này là nó sẽ đổ xuống nó né không kịp. Ừ. Trời ơi. Ông này là ông ra ẩu nè. Thẳng luôn á. Ghe lại thôi chứ không có đường nào hết trơn á. Bọc bọc đi. Rất mừng rất may nghe anh em, tài công này đúng là điêu luyện luôn á. Rồi vậy là bữa nay còn sót lại như đây đây chứ sao lên nổi. Nó chút xíu nữa nó đóng lại rồi, quên nữa. Này nó nước lớn nó mùa này nó hí không à. Anh này lấy trớn từ xa nghe anh em. Thấy nó lủi qua một mé rồi nghe anh em. Trời trời trời. Mở cái lỗ tai lên luôn anh em ơi. Cũng rất là may xà lan không có bị gì, chỉ có hở sơ sơ thôi. Không biết anh lên nổi hay không đây nữa nè. Tại vì nước không có chảy mạnh nhiều, nhưng mà chiếc xà lan mình đưa vô cống là nó bít gần hết cái cống cho nên nó rất là bót nước nha anh em. Rồi đi hết nổi rồi, sụt lại luôn nha. Hết nổi rồi.
hết nổi rồi. Rồi anh em thấy cống này đi như thế nào thì hãy comment cho mình nha. Hãy đăng ký kênh và like, share để ủng hộ cho ba Xí ra những clip tiếp theo nha anh em. Bể luôn á. Bể lên luôn á. Giờ sao sập nổi? Sập đâu dễ sập nổi, sập mình cũng nằm trên mà. Rồi chào hết tất cả các anh em nha. Hẹn gặp lại các anh em vào clip sau nha anh em.